Khi cưới vợ thì trong tài khoản của con trai phải có khoảng bao nhiêu? Khi mà lấy vợ thì tầm 25 đến 30 tuổi. Và em nghĩ là trong tài khoản của các anh phải kiếm được 2 đến 3 tỷ. Tính lại đèn luôn. Là mỗi tháng phải kiếm được tầm 100 triệu, 200 triệu gì đó. Đó là theo em. 2 đến 3 tỷ hơi ít vậy? Ít á? Em tham vọng như thế rồi mà chị nghĩ 2 đến 3 tỷ mà ít á. Thế chị hỏi em 2 đến 3 tỷ có mua được nhà không? Thì mình mua trả góp. Hay là thôi em nghĩ rồi, phải ít nhất là tầm 5 tỷ. Tầm 5 tỷ. Ôi dài ơi. Sao em không có lập trường vậy? Đúng rồi. Em thấy chị tham vọng rồi nên em tham vọng theo. Ủa chị cái này là trèo cao quá đúng không? Ủa trèo cao nhưng mà không có té. Không có đâu. Ừ vậy em nghĩ chị có nên có giống cái suy nghĩ giống như em không? Cái gì vậy bà nội? Rồi, em nghĩ là không nên đâu. Em nghĩ là không nên đâu. Bé nữa ra, không phỏng vấn nữa. À quên, con trai khi mà lấy vợ thì trong tài khoản phải có bao nhiêu? Em nghĩ chắc cũng phải tầm cỡ 50 hoặc là hơn 50 cỡ đó. Còn nếu khá giả hơn thì chắc cũng tầm 100. Nhưng bây giờ tài khoản không có từng đấy là về luôn. Còn hơn xôi nữa anh, còn phải coi bạn gái đó nghĩ như thế nào nữa. Em mà. Em á hả? Em bao nhiêu cũng được hết, em nuôi chồng em. Em tuyệt vời thế cơ mà. Thế là có cần về bạn ý để có nhiều tí không? Dạ cũng không đâu ạ, vừa vừa là được rồi. Có gì hai đứa bù qua bù lại cho nhau. Dạ. Càng giàu càng tốt. Dạ không, vừa vừa thôi. Sống bình thản là được rồi. Cảm ơn em nhá. Dạ em cảm ơn. Con trai khi mà lấy vợ thì trong tài khoản thì có bao tiền? Không cần tiền, cần tình yêu thôi. Một phát. Chắc cỡ khoảng 1 triệu. Trời đất ơi. Một cái nhẫn cầu hôn có vài trăm nghìn thôi lại với bó hoa là được. Ôi bạn ơi. Không cần phải nhiều. Không cần nhiều anh ơi. Nói thế 1 triệu rồi. Đăng ký kết hôn là free mà. Ui, xong rồi ôi. Nhẫn cưới có mấy cái nhẫn cute ở trên Shopee ấy có vài trăm thôi với lại một bó hoa là được. Em tuyệt vời thế cơ mà. Là đủ có vợ rồi. Không cần người ta phải có trí à? Là có đúng rồi, nhưng mà anh hỏi tiền mà thì em trả lời tiền thôi. Thì cần người ta lúc lấy vợ có đúng 1 triệu thôi. Vẫn lấy vợ được, cưới nhau về rồi thì mình cùng nhau làm thì nhiều tiền hơn. Thế à? Cùng nhau làm để ra số nợ khổng lồ đó. Đó, ra dạ, nợ khổng lồ thì có hơi ấy. Ôi, đàn bà là những niềm đau. Em ơi, con trai thì khi mà lấy vợ thì trong tài khoản phải có bao nhiêu? Cái này cô không biết nữa. Em phải biết chứ. Tại sao mới biết ạ? Tại em đâu có bạn trai đâu. Em đâu có bạn trai đâu. Tìm em nè, cầm dao cứu mẹ đi anh nè. Mà nếu mà em khi mà lấy một người thì em mong người ta trong tài khoản phải có bao nhiêu thì mới cho lấy? Giàu hơn em mà được. Giàu hơn em. Giàu hơn em là bao nhiêu? Thôi này không nói đủ rồi. Con số cụ thể đi. Không, cái số cụ thể thì khó. Tại vì em cũng đâu biết là em sẽ gặp người như thế nào đâu. Nhưng mà giàu hơn em mà được. Nhưng mà khi mà lấy vợ ấy thì mình phải cần một cái khoảng bao nhiêu ấy để mình lo các chi phí này kia. Chết rồi, giờ chưa lấy chồng, chưa có bạn trai, giờ anh hỏi gì chết em luôn á. Sau này người yêu em xem được thì người yêu em sẽ phải tự biết mình ở đâu ấy. Giờ gặp người yêu rồi tính tiếp được không? Không mẹ ơi. Khoảng bao nhiêu? 500, 1 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ. Giờ mức số 7 thôi, cho đại 7 đi. 7 gì? 777 triệu, vậy cho đẹp. Là lo được một cái đám cưới. Em nghĩ vậy á. Nhưng mà không có từng đấy là không đủ làm đám cưới đúng không? Không có đủ 777 triệu á. Ý là cái 777 triệu là em đưa là con số em thích thôi chứ mình làm thì to nhỏ tùy theo mình mà. Đó. Càng hoành tráng thì mình lại càng yêu người ta đúng không? Càng hoành tráng thì càng nhiều tiền thôi. Chắc cái định ý thức mà đúng không? Thì một chút cái định ý thức. Càng to thì mình càng gắn bó đúng không? Vâng ạ, trời em ngại xỉu. Rồi ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh. Chơi vui vẻ nha. Thank you. Em ơi, con trai khi mà lấy vợ thì tài khoản phải có bao nhiêu? Tao là ai? Con trai khi mà lấy vợ thì trong tài khoản phải có bao nhiêu? Dạ em 100 thôi được, 100 triệu thôi được. Thế này phải làm gì để ra 100 triệu em? Thì đi làm. Nhưng mà tích lũy mãi không ra được 100 triệu làm nào? Thì em cho. Ôi, thì em cho. Em cho hẳn 100 triệu luôn. Em tuyệt vời thế cơ mà. Em có sẵn rồi cái gì? Ủa là sao vậy? Không có mà sao cho được người ta? Thì ba mẹ em có. Nhưng mà anh ý đang tài khoản đang âm vài tỷ đó.
Nói thế chịu không? Không được á? Không gánh được à? Yêu mình hết lòng rồi sao? Vậy thì suy nghĩ lại. Ok em nhá. Khi lấy vợ thì trong tài khoản của con trai phải có khoảng bao nhiêu? Ít nhất phải 500 em ạ. 500 ngàn. Ừ, ấy là chị chưa cưới bao giờ hết, nhưng mà chị nghĩ tầm đấy là vừa thôi. Là 500 triệu hay 500 ngàn? Ý thì em nghĩ 500 ngàn mua được cái gì? Cái gì? Mẹ à, 500 tỷ. Mẹ 500 tỷ. Trời ơi. Thì em nghĩ thế cũng được. Thơm kẹo thơm là biết sao. Thì mình sẽ được tổ chức một đám cưới thật xa hoa để mừng những bạn đồng trang lứa trố mắt ra nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Thèm thuồng luôn rồi. Thèm chưa, em thèm không? Em đang chạy đứt dậy. nhưng mà nếu mà như vậy thì nó hoành tráng quá không? Kệ đi em, cho người ta nhìn vào người ta thèm. Thế à? Người ta thèm nhưng mà có được gì đâu. Mình không phải là mình lấy tiền đấy mình đi mua sắm, mình đi ăn chơi nó sướng hơn là mình tổ chức em một cái đám cưới hả? Em 500 tỷ đó. Nhưng mà 500 tỷ cho một cái đám cưới thì nó không phải lớn. Ý của em là sao? Là trong tài khoản bao nhiêu thì vừa đủ đúng không? Ừ, ý là 500 tỷ thì nhiều đó. Nhưng mà mình lấy một ít mình cưới thôi, còn một ít nữa thì mình xài. Ờ, thế bây giờ mà không kiếm được ai mà có trong tài khoản khoảng 500 tỷ á là mình đéo có chồng luôn hả? Ừ, thì ở thế thôi. Là mình ế tới già hả? Ờ, thà là một phút huy hoàng còn hơn là ngàn năm le lói nha em. Sao mà chị tham vọng thế? Chị có tham vọng đâu. Cái này là tham, quá tham luôn rồi. À, đó là kiểu như là ước mơ của chị á chị. Cái này là bà hoàng tham vọng. Cái này là sư phụ của tham vọng rồi. Đây là tâm tư giấu kín của chị mà bị em khơi ra thôi. Ờ, thế theo chị thì em có nên học chị như vậy không? Chị nghĩ là không đâu em. Không phải ai cũng đủ tâm để mà suy nghĩ giống chị thế đâu. Trời ơi chứ. Bởi vậy chị mới ế tới giờ. Ờ thế thôi. Chúc chị ế đến già. Ừ ế nhưng mà người ta vẫn sang hơn ai kia. À sang chắn tâm lý. Thế hỏi đúng chưa? Thì hỏi chừng đó được rồi. Nó hơi phiền rồi đấy. Ờ xin lỗi em nha. Em biết là một phút của chị là kiếm ra được bao nhiêu tiền không? Ai biết đâu, kệ chị chứ ai quan tâm. Con trai thì khi mà lấy vợ thì trong tài khoản phải có bao nhiêu? Không cần đồng nào anh ạ. Cái gì ấy? Có sổ tiết kiệm được. Có sổ tiết kiệm được. Ui rồi ôi, khôn thế à. thì đấy là con số cụ thể là bao nhiêu? Càng nhiều càng ít. Vâng. Thì khoảng bao nhiêu là ít? Chắc là cứ tầm khoảng độ tỏi tỏi. Tỏi tỏi. Tỏi tỏi. Vâng. Phải có chữ tỏi. Lấy vợ là phải có vài tỏi. Phải có cả tỏi nữa. Thế những cái chi phí gì thì phát sinh đến vài tỏi? Chi phí chắc là... Thôi em cứ để đấy em tiết kiệm anh ạ. Tiết kiệm? Vâng. Cứ để đấy tiết kiệm đấy. Thế sau kiểu mình cứ vừa làm vừa chơi ấy. Đấy, cứ tiền đấy mình cứ tiết kiệm mà. Ăn dần. Đấy, ăn dần. Thế bây giờ mà không có từng đấy thì khỏi lấy vợ đúng không? Không anh, nếu mà không có từng đấy thì mình lại chọn người khác. Chọn người khác? Chọn lấy vợ lúc khác hay là chọn người khác? Chắc là em nghĩ là cứ nói thế thôi, nhưng mà để cho mọi người có sự cố gắng. Thế à? Còn bao nhiêu không thành vấn đề. Ui. Chỉ sợ đói thôi anh ạ, còn nhiều hay ít thì vẫn là tiền. Ok, cảm ơn bạn nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Chúc bạn sẽ có những cái số tiền các bạn đạt được. Vâng. Mong muốn đạt được. Vâng, em cảm ơn anh nhé.